Thưa quý vị, cuối giờ chiều nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến chủ trì họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng với các sở ngành quận huyện để tiếp tục triển khai công tác phòng chống dịch trên địa bàn, tiếp tục tập trung truy vết, khoanh vùng để chặn đứng các nguồn lây nhiễm là một trong những nội dung được quan tâm tại cuộc họp. Thống kê qua 2 ngày, Đà Nẵng ghi nhận 35 ca mắc COVID-19, phần lớn liên quan đến 4 chuỗi lây nhiễm mới phát sinh trên địa bàn. Hôm nay, thành phố cũng đã tiếp nhận 75 trường hợp về từ ngoại tỉnh. Thống kê từ ngày 20 tháng 10 đến nay, Đà Nẵng có 29 ca mắc COVID-19 từ ngoại tỉnh. Ủy ban Nhân dân các quận huyện đã và đang thiết lập 24 điểm phong tỏa cứng với 260 hộ để kịp thời chặn đứng các chuỗi lây nhiễm. Sở Y tế thành phố cũng cho biết 1.635 mẫu xét nghiệm tại Âu Thuyền Thọ Quang đều đã có kết quả âm tính. Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến đánh giá nguy cơ dịch của thành phố đang diễn biến rất phức tạp. Liên quan đến các chuỗi lây nhiễm trên địa bàn, đề nghị các đơn vị địa phương tiếp tục tập trung điều tra dịch tễ và khoanh vùng trên quy mô nhỏ nhất có thể, nhưng vẫn phải đảm bảo được các điều kiện phòng chống dịch theo quy định. Thành phố cũng sẽ triển khai ngay việc cách ly F1 tại nhà trên tinh thần đảm bảo hiệu quả nhất. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đề nghị các địa phương nên khẩn trương đánh giá lại tình hình dịch trên địa bàn, trong đó nhấn mạnh. Cái tinh thần dịch thì đề nghị là các đơn vị quận huyện là rà soát lại và đánh giá nhanh cái tình hình có cái sự thay đổi cấp độ ở các cái địa phương theo cái mức độ xã phường, thì chúng ta cũng phải có cái nhận định sớm và có cái chủ động để mà có cái chuyển cấp độ của địa phương cho nó kịp thời và tránh cái trường hợp là mình chuyển nhanh quá thì các cái đơn vị, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh hoặc các cái doanh nghiệp sẽ khó khăn. Thì cái này thì đề nghị là chúng ta phải có cái tính toán. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến đề nghị các quận huyện chủ động tổ chức kiểm tra, giám sát và xử phạt các trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch, nhất là trong việc triển khai quét QR code. Về công tác tiêm chủng, đề nghị ngành y tế và các đơn vị triển khai chặt chẽ và phù hợp với từng đối tượng trong từng giai đoạn dịch của thành phố, trên tinh thần thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.